Mới đây, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ bà Karen Hicks thừa nhận sức mạnh quân sự của Trung Quốc ngày càng gia tăng, nhưng khẳng định Mỹ vẫn sẽ duy trì ưu thế nhờ vào công nghệ quân sự. Theo đó, Lầu Năm Góc sẽ triển khai hàng ngàn máy bay không người lái UAV và các thiết bị quân sự công nghệ cao trong 2 năm tới, với mục tiêu xây dựng hệ thống vũ khí tấn công tự động để đối phó ưu thế của Trung Quốc về số lượng vũ khí và nhân lực. Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ mô tả Trung Quốc rất khác so với các quốc gia đối thủ mà Mỹ từng đứng đầu trong quá khứ. Ưu thế của Trung Quốc là số lượng, họ có rất nhiều tàu chiến, rất nhiều tên lửa, vũ khí và có nguồn nhân lực đáng kể. Theo bà Hicks, các vũ khí tấn công tự động và UAV sẽ đóng vai trò quan trọng trong môi trường chiến tranh tương lai nhờ chi phí sản xuất rẻ và giúp giảm bớt thương vong ở tuyến đầu. Tháng 10 năm 2022, Lầu Năm Góc coi Trung Quốc tạo ra thách thức ngày càng gia tăng và việc tăng cường năng lực răn đe Bắc Kinh là cần thiết. Washington đặc biệt quan ngại năng lực của Trung Quốc trong việc tái định hình khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và quan ngại việc Trung Quốc đạt mục tiêu thống nhất đảo Đài Loan. Cơ quan thống kê trung ương Latvia vừa công bố một danh sách bao gồm 169 nhà xuất khẩu sang Nga và 94 nhà xuất khẩu sang Belarus. Những công ty trên đã cung cấp hàng hóa cho Nga và Belarus với tổng giá trị 560 triệu euro trong nửa đầu năm 2023. Một trong những công ty Latvia lớn nhất xuất khẩu sang Nga là công ty con Kakex. Tập đoàn này tuyên bố họ thu được hơn 70 triệu euro từ việc bán hàng tại thị trường Nga, chiếm 1/4 doanh thu của họ. Một công ty dược phẩm lớn khác của Latvia là Olipharm cũng tiếp tục xuất khẩu sang Nga, viện dẫn vấn đề nhân quyền quốc tế. Trước đó, cơ quan thống kê trung ương Latvia đã từ chối công bố danh sách các công ty tiếp tục giao thương với Nga và Belarus trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine đang diễn ra với lý do bí mật thương mại. Các cuộc điều tra của dự án phi nhà nước Vesca của Nga cho biết gần như tất cả hàng hóa bị trừng phạt vẫn tiếp tục chảy vào nước này, lên tới hàng tỷ đô la Mỹ. Theo đó, EU vào tháng 7 vừa qua đã đưa ra gói trừng phạt mới nhằm mục đích lấp vào các lỗ hổng trong các lệnh trừng phạt hiện có đối với Nga và để ứng phó với tình trạng lách trừng phạt thông qua các nước thứ ba. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày hôm qua 29 tháng 8 thông báo Mỹ sẽ cung cấp một gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá 250 triệu đô la Mỹ. Gói viện trợ nói trên bao gồm thiết bị rà phá bom mìn bổ sung, các tên lửa cho hệ thống phòng không, đạn pháo, hơn 3 triệu viên đạn dành cho vũ khí nhỏ cùng một số hệ thống khí tài khác. Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết nước này không lo sợ bất kỳ sự sụt giảm nào trong viện trợ của phương Tây và bác bỏ kết quả một cuộc thăm dò ý kiến tại Mỹ cho thấy sự ủng hộ Ukraine của dân chúng Mỹ đang giảm rút và những chỉ trích từ một số người Mỹ bảo thủ. Khi cuộc phản công của Ukraine tiến triển chậm, một cuộc thăm dò ý kiến do kênh truyền hình CNN tiến hành và công bố kết quả vào đầu tháng 8 cho thấy hơn một nửa số người Mỹ được hỏi đã phản đối việc Mỹ viện trợ bổ sung cho Kiev và đây là tỷ lệ thể hiện sự ủng hộ dành cho Ukraine giảm sút. Một doanh nhân người Đức vừa bị bắt giữ với cáo buộc cung cấp linh kiện điện tử cho Nga để chế tạo máy bay không người lái Orlan 10 nhằm sử dụng trên chiến trường Ukraine. Vụ việc cho thấy phương Tây ngày càng giám sát chặt việc xuất khẩu hàng hóa công nghệ cao sang các công ty Nga. Giới điều tra đang tập trung vào cách sử dụng nước thứ ba để lách luật cấm xuất khẩu nhằm cung cấp cho Nga những sản phẩm cần thiết trong thời chiến. Các công tố viên cho biết, Wanerma, người vừa bị bắt giữ, điều hành hai công ty ở bang Seland chuyên kinh doanh linh kiện điện tử. Trong 26 lần từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 3 năm 2023, người đàn ông này đã xuất khẩu linh kiện điện tử cho một công ty ở Nga chuyên sản xuất thiết bị và vật liệu quân sự, bao gồm máy bay không người lái UAV Orlan 10 mà Nga đang sử dụng ở Ukraine. Cơ quan điều tra cho biết, số linh kiện mà Wanerma bán với tổng giá trị khoảng 715.000 euro là một phần không thể thiếu của Orlan và nằm trong danh sách hàng hóa bị Liên minh châu Âu EU trừng phạt. Cơ quan công tố Đức cho biết Wanerma trốn tránh các lệnh trừng phạt của EU bằng cách nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài, sau đó xuất khẩu sang Nga thông qua một công ty mà ông ta kiểm soát ở bang Baden-Württemberg, miền nam nước Đức. Các linh kiện được gửi đến hai công ty dân sự, sau đó chuyển đến một nhà sản xuất vũ khí. Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản ngày hôm qua 29 tháng 8 thông báo khởi động cuộc tập trận phòng thủ tên lửa ba bên ở vùng biển quốc tế phía nam bán đảo Triều Tiên. Theo Yonhap, cuộc tập trận diễn ra ở phía nam đảo Jeju được thực hiện ngay sau khi nỗ lực phóng tên lửa Chulim-31 của Triều Tiên mang theo vệ tinh trinh sát quân sự lần thứ hai hôm 24 tháng 8 không thành công. Cuộc tập trận khởi động ngày 29 tháng 8 là cuộc tập trận mới nhất có sự tham gia của ba tàu khu trục được trang bị hệ thống Aegis gồm ROV,
Jun Gok G1 của Hàn Quốc, USS Benford của Mỹ và JS Haguro của Nhật Bản. Hải quân Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận nhằm đối phó với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa ngày càng gia tăng của Triều Tiên, bao gồm cả vụ phóng tên lửa của Triều Tiên vào tuần trước. Trước đó, cuộc tập trận chung quy mô lớn giữa Mỹ và Hàn Quốc mang tên Lá chắn tự do Unchi đã chính thức diễn ra từ ngày 21 tháng 8 với khoảng 30 sự kiện huấn luyện thực địa giữa hai nước đồng minh dự kiến sẽ diễn ra trong thời gian tập trận kéo dài đến ngày 31 tháng 8. Theo Bộ Quốc phòng Nga, một máy bay phản lực hải quân thuộc hạm đội Biển Đen đã tấn công 4 tàu Ukraine nói trên. Theo đó, quân đội Nga vừa tuyên bố trên Telegram rằng vào 0 giờ ngày 30 tháng 8 theo giờ Moscow, máy bay hải quân nói trên đã bắn chìm 4 tàu cao tốc chở khoảng 50 binh sĩ Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga nhanh chóng xác nhận thông tin này, cho biết 4 tàu nói trên chở lực lượng đổ bộ là các đặc vụ Ukraine với số lượng lên tới 50 người nhưng không đưa ra vị trí cụ thể hơn. Chiếc tàu bị phá hủy trong vụ việc được xác định là tàu của lực lượng hải quân Winlot được công ty Winlot Marine có trụ sở tại Mỹ bán cho Kiev cách đây một thập kỷ. Mỗi tàu có thể chứa từ 6 đến 26 người.